Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt ở cái đường này là cái đường sát cái khu vực cầu Hoa An nữa vậy, cầu vượt Hoa An này. Cái đường này là cái đường Nguyễn Văn Trị. Nó nằm cặp sát bờ sông Đồng Nai và chợ Biên Hòa. Hôm nay là ngày 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Phú đưa quý vị các bạn dạo một vòng ở trên con đường này và tiện thể đưa quý vị vào thăm chợ Biên Hòa. Xem là hôm nay là cái ngày mà đưa ông Táo về trời thì bà con đây người ta buôn bán làm sao vậy nhá. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Thì ở đây là người ta đang tổ chức cái phố đi bộ đường hoa Nguyễn Văn Trị. Cái năm nào người ta cũng làm như vậy hết quý vị. Đang người ta đang làm này. Thì hôm bữa Phú có quay một cái video review sơ về con đường này rồi. Thì bữa nào mà khai trương con đường này thì Phú sẽ quay bên này, quay chi tiết cho quý vị xem ha. Còn hôm nay thì chỉ xem những cái cảnh mà người ta đang làm những cái công trình này thôi. Nó cũng chả có gì hết. Cái đường này quý vị đi thẳng thì quý vị sẽ ra ngay khu vực nhà thờ Biên Hòa. Thì hôm nay Phú cố tình Phú đi trên cái con đường này để quý vị có thể xem cái con đường này, đường Nguyễn Văn Trị này. Rồi xem sơ qua cái đường hoa, cái phố đi bộ ở đây xem là người ta làm đến đâu rồi. Đấy, và năm nay nó có những cái gì. Và chúng ta sẽ đi vào chợ Biên Hòa. Quý vị nha. Con đường này nó dài tầm khoảng 600 đến 700 mét gì đó. Và bắt đầu từ năm 2017, địa phương ở đây, chính quyền ở đây, người ta đã làm thành cái đường đi bộ, quý vị. Làm thành con đường đi bộ để cho bà con, người dân Biên Hòa đến đây vui chơi vào mỗi dịp Tết cũng như là vào dịp cuối tuần. Hoa rất là nhiều. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, ta đang trang trí này. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, khu này người ta làm gần xong rồi. Các bạn trẻ đã đến đây check in rồi chụp hình. Các bạn trẻ nào mà chịu khó mà đi trước thì sẽ có được những khung ảnh đẹp vậy ha, khung ảnh đẹp. Bởi vì là người ta đã làm xong một phần nào đó rồi. Đấy. Hoa quá trời luôn. Chỗ này là đình Tân Lân nữa vậy ha. Đình Tân Lân này. Người ta vẫn đang tiếp tục cái công trình xếp hoa vào bên trong phố đi bộ. Nó hoàn thành cái công trình này nó đẹp. Rồi, chúng ta đã đến khu vực chợ Biên Hòa rồi quý vị. Ta đến khu vực chợ Biên Hòa rồi. Tôi sẽ đi vào chợ Biên Hòa quay cho quý vị xem nha. Hôm nay Phú sẽ không có đi cái đường như mọi khi nữa. Phú sẽ đi từ cái hướng đường chợ nhỏ đây. Đấy, đi ngược vào. Hôm nay đổi hướng đường, đi hướng đường khác. Đấy, cho quý vị xem ha. Đây quý vị. Mọi khi á, là Phú đi từ bên khu chợ chính rồi sau đó sẽ đi ra ở ngay cái chỗ đường này. Cái đường bên này là cái đường trong cái khu vực chợ nhỏ đó. Thì hôm nay Phú sẽ đi vào đây trước, sau đó sẽ đi qua bên khu chợ chính
và những con đường khác quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Rồi chúng ta đi vào chợ thôi quý vị. Chợ hôm nay chắc chắn là sẽ rất là đông. Cá, cá phóng sinh, rau củ quả chợ Biên Hòa. Thịt cá. À, các bạn. Ồ, cứ tưởng đông lắm nhưng cũng không có đông lắm đâu các bạn. Chợ cũng không có đông lắm đâu các bạn. Chợ cũng vắng lắm. Ở bên trong kiosk này, trong sạp này. Cũng không có đông lắm đâu các bạn. Tại cũng nghĩ là hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời á, thì có thể là bà con sẽ đi chợ đông. Nhưng mà không có đông ấy, vắng lắm, kẹt xe, chờ xíu. Quay bên trong chợ cho quý vị xem xíu ha. Ôi cha, này kẹt dài quá. Là đi thôi. Rồi, ta đi thôi. Đông quá không đi được. Tôm cá, rau củ quả, hải sản vậy, hải sản rau củ quả. Rau củ quả à. À, các bạn thấy không? Lên khu này thấy đông đông, khu kia không thấy mấy, khu này đông đông. Cá, thịt heo, quần áo. Cá ngon rồi. Đấy, cá tươi ngon quá trời luôn. Đây bây giờ cô sẽ chạy ra ngoài nè các bạn. Chạy ra ngoài đi qua cái khu chợ chính nha. Đây chúng ta ra ngoài, chúng ta đi qua cái khu chợ chính này. Đây quý vị ơi. Người ta có cái bảng thông báo không đeo khẩu trang không được vào chợ. Đúng rồi, những cái ngày này là cực kỳ nguy hiểm nên mọi người nên đeo khẩu trang. Đây quý vị. Hôm nay người ta bán nhang, bán cá phóng sinh nhiều để cho bà con mua để phóng sinh. Cá chép 20.000 một bọc. Đây quý vị. Đây, cô sẽ đi vào cái hẻm này nha. Hoa Vạn Thọ, bưởi da xanh, bưởi Tân Triều. Khu này là chuyên nhà bán bưởi. Đi vào đây cho quý vị xem. Đấy không? Bưởi này. Bưởi rất là ngon luôn.
bán hoa bán nhang, đường Táo Về Trời. Đây là cái cổng phía sau chợ Biên Hòa. Nói chung là đi chợ truyền thống này thì nó vẫn vui hơn là đi siêu thị các vị ha. Nó hơi đông đúc và hơi dơ dơ xíu nhưng mà sẽ vui hơn là đi siêu thị. Đấy, đồ trang trí ngày Tết này. Đây, cô đi qua bên cái đường bên này luôn. Đi qua đường bên này luôn, quay cho vị xem. À, chè trôi nước các vị. Chè trôi nước để cúng. À. Ai cũng đi qua những cái đường bên này quay cho vị xem nha. Chợ Biên Hòa. Cái khu này là bán ba cái sọt, cái rế, chổi, đủ thứ ở đây. À, bên này là khu bán ba cái đồ gốm á, là quần áo này, đồ trang trí Tết này, đấy, thấy không? Đó, nhiều lắm. Nhìn nguyên một con phố. Ô, áo dài nữa các bạn, áo dài chơi Tết này. Đó. Đi qua cái khu này thấy rạo rực quá các bạn, đỏ đỏ vàng vàng thấy nó rạo rực quá. Đấy, những cái đồ trang trí ngày Tết rất là đẹp ha. Làm một con phố nó rạo rực lên thêm rất là nhiều đồ trang trí ngày Tết này. Ai cũng sẽ đi qua cái đường này nha. Đường này tên là đường Nguyễn Thị Hiền. Ra đây là đi qua bên cái hẻm ngã ba Phạm Lung. Nếu có chạy thẳng đây luôn, chạy thẳng đây luôn là nó xuống ngay chỗ bờ sông, rồi sau đó Phú sẽ lại vòng vào bên trong chợ Biên Hòa. Đấy, chợ Biên Hòa nó có nhiều đường lắm. Cái đường này là cái đường nó nằm ven ven chợ Biên Hòa. Đường này có tên là đường Nguyễn Trãi quý vị. Nó ngay chỗ khu vực ngã ba Phạm Lung chạy vô. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, cái đồ trang trí ngày Tết đẹp không? Đó, Phú lại tiếp tục đi vô cái hẻm này. Đấy, đồ gốm này, ba cái đồ gốm ở đường này. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha. À, đồ gốm này, à, cái đồ gốm thì từ hôm nay cho đến Tết thì cũng cứ khoảng 1 2 bữa thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật khu vực chợ Biên Hòa cho quý vị xem. Xem là ở đây bà con người ta buôn bán và đón Tết như thế nào vậy. Đây, sẽ chạy xuống cái đường chính ở đây nha. Cái đường chính là cái đường đi vào chợ Biên Hòa này. Rế. Ồ, trái cây. Cái cây ngon quá các vị ơi. Cây ngon quá ngon luôn. Rồi chúng ta đến cái khu vực mà bán đồ Tết nhá. Bên này là đồ khô này. Khô. Đấy, bên kia là bán bánh kẹo mứt các vị. À, bánh kẹo mứt Tết. Đấy, cái đồ khô. Đồ trang trí Tết. Đấy, bên này là bánh kẹo mứt Tết, hạt dưa, đủ thứ. Khu vực này là cứ Tết là người ta bán đông lắm. Đây quý vị. Dạo vòng khu vực chợ Biên Hòa quý vị xem ha. Quý vị thấy nhộn nhịp không? Mấy ngày mà gần Tết này đi chợ vui quý vị ha.
mọi năm á, là cái đường mà Phú đang chạy đây này là người ta làm thành một cái nhà vòm ở giữa đường này luôn. Người ta bán dưa hấu rồi bán đủ thứ cái đồ Tết á, hoa nữa, bán tới tận là đêm 30 luôn, đến đón giao thừa luôn người ta mới nghỉ. Đó, bán nhiều lắm. Còn năm nay thì chả thấy đâu. Năm nay tình hình chung thì quý vị biết rồi đó, cho nên là không thấy đâu cả. Lại qua con đường này. Con đường này thì nó có cái miếu người Hoa đây này, miếu Quan Đế. Ai có lại ra cái đường này. Quay tiếp cho quý vị xem ha. Hoa. Hôm nay người ta bán đồ cúng nhiều. Đây, quý vị thấy dòng người đi chợ nhộn nhịp ha. Quá trời luôn. Cam Vinh siêu ngọt 10.000 một ký. Cam từ ngoài Vinh đưa vào. Nhộn nhịp vui vẻ quý vị ha. Ngay chỗ này là Hoa. Hoa ngay chỗ chợ Biên Hòa. Rất là nhiều hoa, gian hàng hoa đây. Đây, tôi sẽ rẽ qua bên này nhá. Rẽ ra ngay mặt trước của chợ Biên Hòa này. Cho quý vị xem người ta bán những cái đồ trang trí Tết đầy đẹp lắm. Đây quý vị, cái đồ trang trí Tết này. Rất là đẹp. Đẹp lắm. Đi dạo vòng đây quay cho quý vị xem. Đây, lên lề luôn quý vị. Lên lề luôn, chạy vô đây cho nó khỏi vướng xe. Cái chỗ này xe cộ nó đi lung tung hết. Ồ, xuống đây luôn. Này, gian hàng bán bánh kẹo mứt. Đi gần gần cho quý vị xem. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha. Rồi Phú sẽ đi qua những cái đường khác. Tại vì nhiều khi Phú đi một lần á, quý vị khó qua được hết lắm. Chạy vòng đi vòng lại cho quý vị xem. Mấy ngày này mà đi vô chợ nguy hiểm. Với lại ban quản lý chợ là không cho vô quay đâu. Đây, tôi sẽ đi cái đường này và đi ra ngoài luôn. Ra khỏi cái chợ. Quay bên khu vực này cho quý vị xem. Chúng ta ra khỏi chợ ha. Ở đây chúng ta lại quay ngược ra cái chỗ đường ngay ngã ba Phạm Lung đó quý vị. Đó. Đồ gốm này rất là nhiều. Rồi thì hôm nay ngày 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Phú đưa quý vị các bạn đi dạo một vòng chợ Biên Hòa. Để xem tình hình chợ Biên Hòa và những ngày gần Tết ra sao. Và bây giờ Phú đang ra ngay chỗ này là ngay cái đường Nguyễn Trãi. Ngay khu vực mà hồi trước gọi là ngã ba Phạm Lung đó. Các bạn thấy người ta bán đồ trang trí Tết nhiều không? Rất nhiều, rất là đẹp. Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nha.